với mình một cái tình yêu mà nó cứ rực rỡ quá, nó đẹp quá, là bắt đầu mình đã ngồi chờ là bao giờ cơn bão nó đến. Ám ảnh về một tình yêu thương, trong đó nó có bạo lực, trong đó nó có niềm đau. Những điều đó nó có được mang vào cách thức mà mình ở bên cạnh các con của mình. Bạn có biết HPV là nguyên nhân chính của gần như 100% ca ung thư cổ tử cung, có thể cướp đi hạnh phúc của bạn bên những người thân yêu. Đừng để HPV và ung thư cổ tử cung có cơ hội. Mỗi ngày có 7 phụ nữ qua đời vì ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Chủ động dự phòng HPV ngay để tiếp diễn những khoảnh khắc yêu thương, từ chối rủi ro, sống lành chủ động. Cảm ơn MSD Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động. Xin chào mọi người, mình là Thùy Minh. Mình đang làm việc tại Vietcetera. Mình cũng host một cái chương trình podcast tên là Have a Sip. Thường mình sẽ là người đi phỏng vấn. Hôm nay mình sẽ là người trả lời. Tháng Thương là một chương trình nơi khách mời chia sẻ câu chuyện về nỗi sợ của họ. Và họa sĩ sẽ lắng nghe và vẽ lại nỗi sợ đó để khách mời có thể nhìn nhận, giải quyết và vượt qua nỗi sợ của mình. Chào chị Minh, tôi là Hải Uyên. Tôi là người được đào tạo về tâm lý trị liệu để làm việc. Lúc này mình ngồi trước những người cộng sự mình đã từng làm việc. Và mình biết rằng là tôi sẽ kể một cái chuyện về cái nỗi sợ của tôi. Có cái điều gì ở chị Minh để mà mình chọn là mình sẵn sàng là khách mời trong tập đầu tiên? Thì mình thấy có một điều mà nó đáng sợ hơn cả nỗi sợ, đấy là cái sự kể ra. Và cái sự kể ra nó chỉ có thể thực hiện được khi mình có một cái sự hiểu biết rành mạch về nó. Ai cũng có những cái nỗi sợ, nhưng thì mình qua nhiều năm thì mình thấy cái nỗi sợ của mình hình như cũng là nỗi sợ của nhiều người, chứ không phải chỉ mỗi mình. Nên khi mình ngồi đây thì mình không nghĩ là mình đang nói cái câu chuyện cá nhân, mà mình nghĩ là có thể nó sẽ giúp những người cũng có cái nỗi sợ này vượt qua. Thế sẽ có cái điều gì chị Minh đang cảm thấy hài lòng nhất với cuộc sống hiện tại của mình? Cái hài lòng nhất là có lẽ mình vừa nhảy qua một cái vực. Thì với mình năm ngoái, năm 2023, là cái năm đã thay đổi, biến chuyển rất là nhiều ở bên trong, có những cái hố rất sâu. Lần đầu tiên mình hiểu là năm 40 tuổi mình gặp cái cơn trầm cảm thứ hai. Thậm chí khi mà mình gặp nó thì mình cũng nghĩ rằng đây không phải là một cơn trầm cảm. Tôi làm rất nhiều các chương trình về chữa lành, tôi không thể trầm cảm được. Một người có tâm lý vững như tôi và trải qua nhiều chuyện như tôi không thể rơi vào chuyện đấy được. Sau đó thì mình đi gặp một bác sĩ tâm lý và mình vẫn nói rằng là ôi, mình gặp này để cho biết cảm giác của một cái người đi gặp bác sĩ tâm lý là như thế nào thôi. Đến khi mà mình gặp xong hết và mình cảm thấy mọi thứ vững vàng trở lại, mình mới dám nhận là đấy là một cái vực rất sâu. Thật may là mình đã nhảy qua nó. Mình đã đi qua được vực thẳm. Dường như nó không phải là vực thẳm duy nhất mình đã từng nhảy qua. Mình có những cơn trầm cảm, có những lúc có người đồng hành và cũng có những lúc đơn độc. Lúc này sẽ có biến cố nào với chị mà chị cảm thấy nó đáng sợ nhất? Thì một trong những cái sự kiện mà gần như là nó đã xảy đến khá là nặng nề vào cái tầm năm thì mình 17 tuổi. 17 tuổi là mình đang học lớp 11. Nói chung mình không thể nói là nó dễ dàng được, nhưng mà mình cũng là người tập trung vào học hành và cũng học tốt ở trường. Trường của mình lúc đó là trường chuyên. Hồi đấy mình tổ chức một cái cuộc bình chọn là ai đẹp trai nhất trường. Thì thực ra là nó là cái cách mình để cho nó vui ở trong trường thôi. Hầu hết là những anh đầu to mắt cận sẽ đứng đầu bảng về chuyện đẹp trai. Nhưng mà có một bạn thì đẹp trai thật. Thì mình thấy bạn ở trong top 5 thì mình đến phỏng vấn. Và bạn ấy tỏ tình. Từ nhỏ mình đã thích tình yêu, nhưng mình không phải là một cái cô gái. Cô gái mình chỉ làm báo thôi, chứ mình cũng là người hơi nhút nhát. Khi có một bạn rất là sáng giá ở trong trường, bạn ấy tỏ tình và bạn ấy bắt đầu một cái tình yêu tuổi học trò với mình, cái mối tình đầu của mình. Lúc đấy cuộc đời nở hoa lắm. Thì yêu nhau được mấy tháng thì mình nhớ lần đầu tiên là mình bị đánh. Thì mình bị tát một cái cú vào mặt, mà cái lúc đấy cái cảm giác đầu tiên là kiểu máu nó thấm vào trong miệng ấy.
nó cũng không đau đến mức độ như thế. Nhưng mà khi nó xảy đến thì mình rất là sốc. Bởi vì chuyện tình yêu của mình đẹp như thế mà. Cái người này sáng giá và rất là yêu thương mình. Cái cú tát đấy nó dấy lên một cái suy nghĩ là mọi thứ phải kết thúc ngay ở đây. Mình quyết định là chia tay cái bạn đấy. Mình nhớ trong một cái buổi học của mình đang ngồi trong lớp thì mọi người kiểu la thất thanh ấy. Thì bạn ấy lớp ở cạnh mình đấy chạy sang với một cái tay kiểu máu chảy ròng ròng. Xong bạn ấy còn nhấc cái lớp da lên cho mình xem. Bạn bảo là bạn lấy cái dao dọc giấy, bạn cắt tay. Và nếu mình còn chia tay với bạn ấy thì bạn ấy sẽ làm nhiều thứ hơn thế. Thế là không dám chia tay. Sau đấy thì bọn mình lên một cái thành phố khác và đi học đại học. Mình vẫn cái mối quan hệ với bạn ấy. Khi nó đã xảy ra một lần rồi chắc chắn nó sẽ xảy ra lại. Nó sẽ có những cái cú tát mới. Và dần dần thì mình bắt đầu mình thấy là maybe chuyện này cũng là bình thường. Bạn ấy có thể khóa mình nhiều tiếng trong một cái phòng. Mọi người ở ngoài cũng đập cửa và là chứ kiểu làm gì trong đấy, thả cho cái Minh ra đi. Và bạn ấy vẫn nhất quyết là không. Và những lúc mình ở trong cái phòng đấy với bạn ấy, mình không nhớ chuyện gì xảy ra. Có thể mình khóc, có thể mình cãi nhau, nhưng mà nó là vài tiếng đồng hồ gần như là mình chỉ ở trong đấy cho đến khi bạn ấy nguội lại và ra ngoài nói chuyện bình thường. Rồi bắt đầu mình làm công việc đầu tiên thì bạn ấy nói là luôn luôn phải đợi bạn ấy đón về, không bao giờ được ngồi sau xe của một ai khác. Làm cho tất cả những người bạn của mình, dù là thuộc cộng đồng LGBT, cũng rất là sợ đưa mình về nhà. Đấy, nói chung là bạn ấy có nhiều những cái thứ hành động mà trước đầu tiên nó là bạo lực, sau đấy nó là một cái sự thao túng tâm lý khủng khiếp. Mình sống trong một cái nỗi lo sợ phập phồng là nếu mình bỏ người này thì người ta sẽ tự tử. Chắc là người ta sẽ không tự tử kiểu bình thường đâu. Chắc họ sẽ lấy máu của họ và viết tên mình lên tường. Và mình sẽ sống cả một cuộc đời kiểu vật vã và ân hận. Cho đến một lần là có một người chị nói là mình, cái người đấy lớn rồi, đủ cái sự trưởng thành để tự chịu trách nhiệm về bản thân của họ. Nếu họ quyết định tự tử thì đấy không phải lỗi của em. Và mình trốn vào Sài Gòn 2 tuần. Mình biến mất 2 tuần. Và kỳ lạ là khi mình trở về thì mọi chuyện bình thường. Bạn ấy chấp nhận là mình đã chia tay bạn ấy. Thì sau 2 năm rưỡi thì đấy là cái mối tình đầu của mình kết thúc. Đến tận sau này khi bạn ấy có con, bạn vẫn sang nhà mình thăm. Và bọn mình không bao giờ nói về những cái chuyện đã qua nữa. Cái nó sang chấn mạnh hơn cả cái thời điểm đấy, đấy là mình mất rất là nhiều năm để hiểu được tình yêu. Bởi vì với mình tình yêu nó là một cái gì đấy nó hơi đáng sợ. Có một cái chuyện buồn cười là mình đã từng đang ngồi và tự dưng thấy nóng nóng ở gáy. Xong mình quay lại thì cái anh người yêu lúc đấy, anh ấy đang nhìn mình rất là say đắm, rất là yêu thương. Nhưng cái cảm giác của mình, cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình là phải bỏ người này ngay. Vì mình không chịu được cái khoảng cách gần. Bởi vì trong đầu mình dịch cái khoảng cách yêu thương và rất là gần, tức là cái khả năng làm đau. Cái nhu cầu được yêu thương thì rất là nhiều. Nhưng ai đấy cứ đến đủ gần với mình khi phải muốn, mình lại muốn chạy trốn. Và mình cứ sống với cái sự bấp bênh đấy trong rất nhiều năm. Cho đến tận lúc mình có Linh, là một cái bà mẹ đơn thân, là mình 29 tuổi. Mình chọn có con, nuôi con một mình, là mọi người hiểu là mình rất là sợ cái cảm giác gắn bó một ai đấy như thế nào. Thì rất là may có con. Các em Linh lúc đấy mở ra một thế giới hoàn toàn khác với mình. Mình hiểu là tức là mình rất là yêu em bé này mà. Mình đâu có muốn làm hại em gì đâu. Thì cái bài học về tình yêu và giúp cho mình quên đi cái nỗi sợ là đến lúc có con. Đó có phải là mối quan hệ đầu tiên của chị? Mối quan hệ đầu tiên, mối tình đầu. Sau này nó giúp mình nhận ra những cái dấu hiệu bạo hành ở một ai đấy rất là rõ.
Hoặc là mình thấy rất nhiều những bạn gái tuổi của mình cũng đều trải qua cái nỗi sợ đấy. Cái nỗi sợ được yêu thương rất nhiều, được bảo bọc rất nhiều, nhưng mà có thể bị đánh bất cứ lúc nào. Đàn ông đi thì đi ăn thì luôn luôn trả tiền. Kể cả Valentine cũng là người sẽ tặng quà. Nên mình không biết là cái đấy nó liên quan đến cái việc họ cho phép họ, họ cho họ một cái quyền là đụng tay đụng chân khi cần không. Thì đấy là cái câu hỏi lớn nhất mà mình trong cái cuốn sách của mình đã hỏi. Có một cái gì đấy khiến cho nhiều phụ nữ chấp nhận để cái việc này xảy ra với mình. Sợ là nếu người đàn ông này bước ra cuộc đời tôi thì tôi là con số 0. Nó đều xuất phát từ cái nỗi sợ là mình không đủ. Họ chọn cái việc hy sinh sự an toàn thân thể của mình để đánh đổi lại cái việc có một người ở bên cạnh. Với lại có một cái thứ về tư tưởng thì mình nghĩ là mọi người rất hay nói là cái gì nó cũng có mặt xấu của nó ấy. Được yêu thương thì cũng... Và cái đấy nó là một cái gì đấy rất khó hiểu với mình. Nhưng đồng thời nó cũng rất là thực tế với mình. Mình thực ra mình cũng bản thân mình deep down mình cũng không dám tự tin là sẽ có một cái tình yêu mà nó không có một cái lỗi gì đâu. Cái nhìn thực tế nó khiến cho mình như thế. Với mình một cái tình yêu mà nó cứ rực rỡ quá, nó đẹp quá là bắt đầu mình đã ngồi chờ là bao giờ cơn bão nó đến rồi. Ám ảnh về một tình yêu thương, trong đó nó có bạo lực, trong đó nó có niềm đau. Những điều đó nó có được mang vào cách thức mà mình ở bên cạnh các con của mình. Thì mình vẫn nhớ có một cái câu mà rất là vô thức, nhưng mà lúc mà Linh bắt đầu biết nói thì mình hay dạy, và em ấy rất hay bập bẹ nói câu đấy rất là dễ thương. Phụ nữ là cánh hoa, phải nâng niu và không bao giờ được đánh phụ nữ. Phải cần những bà mẹ như mình thì mới có một cái lớp các em bé sẽ không bao giờ gây ra cái nỗi sợ cho người khác. Và mình không thể nói là ngay bây giờ Linh cũng là một em bé trai cá tính mạnh, và em ấy cũng sẽ có bắt đầu bước vào cái tuổi teen. Mình sẽ chắc chắn là để cho em ấy phải hiểu được cái việc là cái sự dịu dàng thì nó quan trọng hơn rất là nhiều. Nó sẽ hóa giải mọi thứ, chứ nó không phải là cái sự cộc cằn, nó không phải sức mạnh. Bọn mình rất hay nói về những cái chủ đề khó như kiểu tình yêu. Và mình nhớ là cái câu hỏi gần nhất mình hỏi Linh là theo con tình yêu là gì? Thì em ấy sẽ bảo là con không bao giờ yêu, con chỉ thích ở một mình. Thì cái này mình nghĩ là không phải là do mình cố tình mang vào, nhưng có thể vì em ấy luôn nhìn thấy mẹ một mình. Nhưng khi hỏi là em ấy nghĩ gì về tình yêu thì em ấy bảo là tình yêu là hai cái chén, hai cái ly, nó đang được tung lên không trung và rồi nó sẽ rơi xuống và vỡ. Con thấy có những cái cốc nó đang ở trên không trung, nó đã vỡ rồi, như là ông bà ngoại, góc nhìn này hơi tiêu cực. Mình thực ra không cố gắng nắn chỉnh và nói cho em ý tình yêu là màu hồng, tại vì tình yêu không phải là màu hồng với mình. Cho nên là mình cố gắng không can thiệp vào việc em ý cảm và nghĩ gì. Nhưng mình chỉ còn nói thêm là cái điều kỳ diệu của tình yêu là kể cả nó đã vỡ ở trên không trung, nó rơi xuống, nó vỡ tan tành, con người ta vẫn có một cái nỗ lực là nhặt nhạnh từng cái mảnh vỡ đấy và ghép lại. Nãy giờ mình tìm rất là nhiều nỗi sợ, nhưng hình như là mình tìm ra những cái nỗi sợ ở trong quá khứ, sau đó mình có những bài học và mình đỡ sợ hơn. Với chị Minh chắc không còn nỗi sợ nào. Cái điều chị nói thì mình cũng rất mong muốn đấy là sự thật. Nhưng chính vì đã nhảy qua rất nhiều nỗi sợ thì mình biết một điều là sống cho thực tại nhưng cũng phải chuẩn bị cho những nỗi sợ có thể ập đến. Đấy là thứ duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn. Là một bà mẹ thì mình đã từng gặp những cái sang chấn tâm lý, cho đến bây giờ mình mới chấn tĩnh được và có thể bay được máy bay bình thường. Mỗi lần ở trên một máy bay là nhiều tiếng trước đó mình nhìn lên bầu trời và xem có nhiều mây hay không. Về cái ám ảnh của việc là nếu có gì xảy ra với mình thì con cái mình ai nuôi. Có thể đấy là nỗi sợ mình sợ nhất thôi. Nhưng mà
kể cả nó xảy ra thì cũng phải make sure là mình có một kế hoạch cho nó. Chính vì điều đó cho nên là với mọi điều mình đều cố gắng suy tư xem là nỗi sợ đó nó như thế nào, nó có ý nghĩa ra sao, mình sẽ chuẩn bị thế nào. Như một trong những cái điều mình lo sợ là sự an toàn của mình, những cái người yêu thương mình sẽ bị ảnh hưởng. Có khi nào mình đã có những cái chuẩn bị cho những cái viễn cảnh là mình không an toàn, mình có điều gì đó và các con của mình? Cái chuẩn bị của chúng mình là nghe nó hơi kỳ lạ, nhưng nếu mình ở với con thì đây là khoảnh khắc tuyệt nhất chúng ta đang có. Có nhiều kế hoạch nhá, đúng không? Mọi người có thể mua nhà đất, giống như mọi người lo mắc bệnh ung thư thì mọi người có thể tiêm vaccine. Những cái kế hoạch kiểu như vậy nó là đương nhiên, mọi người phải làm. Thế nhưng mà cái sự chuẩn bị của Thùy Minh thì sau những cái việc đấy xong, nó còn là việc của hiện tại này. Nếu đây là cái bữa ăn mà chúng ta đang ở nhà cùng nhau, đây là cái bộ phim mà chúng ta đang xem cùng nhau, thì nó là thứ đẹp nhất chúng ta có thể làm cùng với nhau bây giờ. Nếu tối nay mình ngủ với con thì mình biết chắc là mình hít thở hết cái mùi hương của em bé đấy. Mình sẽ nói thầm vào tai là kiểu mẹ rất là yêu con, và con rất là tuyệt, con rất là đủ, con rất là xinh đẹp, và con sẽ làm nhiều cái điều rất là hay ho trong cuộc sống. Đấy là sự chuẩn bị của mình. Mỗi cái giờ khắc trôi qua là thứ đẹp nhất ta đang có. Nếu mà cho một âm thanh duy nhất khi mà nhìn thấy tác phẩm thì mình sẽ có âm thanh gì? Nhìn thấy một sự rối ren, nhiều hỗn loạn ở trong đây. Họa sĩ vẽ một cái người mà không đi giày và có nhấn những cái màu đỏ mà nó mặc dù rất ít nhưng mà gợi rất nhiều về bạo lực. Có những cái vết cắt mà có thể nó chỉ hơi rỉ máu, mình không thấy đủ đau, nhưng rất nhiều vết cắt thì nó lại trở thành một cái nỗi đau nó về mặt tinh thần. Có những cái vết cắt bạn tưởng là nó không ảnh hưởng đến bạn, hoặc có thể bây giờ cái vết cắt nó đang rất nhỏ, nhưng bạn không thể biết là nó sẽ trở thành một cái vết cắt kinh khủng như thế nào trong tương lai. Nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cách thức bạn sống cuộc đời còn lại của bạn, ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn yêu thương bạn ra làm sao. Nó vẫn luôn tồn tại. Màu xanh tràn ngập vẫn sẽ không lấn át được một phần màu đỏ nhỏ xíu. Cuộc đời của chị đã hơn 40 năm. Trong một nhịp nhỏ của mối tình đầu, so ra giữa một cái quãng đời rất là dài thì nó chỉ là một chấm nhỏ. Nhưng mà nó vẫn ở đó. Mình không nghĩ là ai cũng phải trải qua một tình yêu đầu tiên vật vã như mình đã trải qua. Và mình cũng không lựa chọn được. Sau này mình hiểu trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta có thể lựa chọn, rất nhiều những thứ mà chúng ta có thể có cách để chặn lại những cái nỗi sợ. Nhưng ở cái tuổi 17 của mình thì nó không thể thay đổi được nữa. Mình có thể đặt tên cho tác phẩm này. Mình sẽ gọi tên nó là gì? Xin phép tác giả. Tác giả sẽ có một cái tên khác. Thì mình nghĩ đến một cái tên mà nó tự làm cho mình cảm thấy thương bản thân. Nó tên là kiểu
chưa kịp đi qua. Anh nghĩ là mình thương cho tất cả những cái cô gái 17 tuổi. Không kịp đi qua cái nỗi sợ của mình và cứ mang nó trên vai. Mình chưa kịp đi qua, mình cũng ước là mình nhìn thấy nó và mình đi qua nó và mình tránh được nó chứ. Nhưng rõ ràng là mình đã chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tôi rất là xúc động khi mà chị nói nghĩ đến một cái tên mà tự nhiên thấy thương mình. Chị Minh vẫn sẽ luôn có tình thương với bản thân và sự tự do của chị. Và còn hai em bé của mình. Mình nghĩ là mình là người hạnh phúc thôi. Nhưng đúng là có những nỗi sợ đã chưa kịp đi qua. Sẽ có những nỗi sợ rồi sẽ đến nữa. Thế hôm nay mình sâu chuỗi lại rất nhiều điều, từ quá khứ đến hiện tại và những điều chuẩn bị cho tương lai. Mình nhìn thấy tình thương của mình và với những người quan trọng khác. Buổi trò chuyện hôm nay về nỗi sợ có ý nghĩa như thế nào với chị? Thì mình tin vào sức mạnh của trò chuyện rất là nhiều. Nó không chỉ là giữa một người hỏi và một người trả lời. Nó là những cái cuộc trò chuyện với bản thân. Đấy là cách duy nhất bạn tìm ra mình là ai, mình cần phải đi qua những cái rối ren nào, những cái nỗi sợ nào. Thì mình không phải là người thích chia sẻ quá nhiều về bản thân. Nhưng mà cái mà mình mong muốn nhất trong và sau khi mình chia sẻ, đấy là việc là gửi một cái sự cảm thông đến tất cả những ai cũng đang đi qua nỗi đau này. Kể cả bạn đã đi qua rồi hay chưa kịp đi qua, thì cứ đi, người khác đến. Sẽ luôn có cách cho những cái nỗi sợ của chúng ta. Mình đã can đảm hôm nay vì mình và có sự dấn thân để gửi sự cảm thông tới người khác nữa. Thì cái việc mà mình nói về viễn cảnh, hoặc là một ai đó khi họ nói về viễn cảnh mà họ sợ nhất, nó giúp ích được gì cho họ? Thì mình nghĩ là đấy là lý do mà cái chương trình này tên là Kháng Thương. Nó như một cái liều vaccine để cho bạn biết rằng là nếu có một cái viễn cảnh tệ nhất thì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho nó. Rất nhiều cái nỗi sợ này, nó là những cái thứ khủng khiếp nhất ở trong đầu óc của chúng ta. Nó sẽ không thành sự thật được nếu chúng ta biết cách chế ngự nó ở ngay lúc này. Mình chuẩn bị cho một nỗi sợ ở tương lai, không phải để sống trong nỗi sợ đó, mà để bớt sợ hơn, để sống trọn vẹn ở hiện tại. Cảm ơn sự dấn thân của chị, và tin chắc là những cộng sự của chị ở đây hôm nay đã được động viên rất nhiều cho tập 1 này. Thì mình cảm ơn team. Không phải lúc nào mọi người cũng nhìn thấy thì mình như này. Thì mình cũng cảm ơn khán giả của Vietcetera. Thì mình cũng cảm ơn chính mình vì cái sự dấn thân mà bạn nói. Và cũng là lời nhắc của mình với chính mình là hãy luôn cảm thấy đủ. Cảm ơn các khán giả của Vietcetera, và hy vọng là các bạn cũng ủng hộ những câu chuyện mà thì mình tin là đều rút ruột rút gan của những khách mời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.